Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hai mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cảm nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh. Thầy bói nói tháng này mình sẽ gặp tam tai. Không ngờ kiếp nạn đầu tiên lại là một thằng nhóc. Đợi đã. Gì nữa? Hai người từng quen nhau. Anh là gay à? Sao anh dám nhét giấy bẩn mồm tôi? Vì sao còn dám làm vậy tôi? Ai kêu anh chưa khăm tôi trước? Cậu là ô xin của tôi. Ra anh cố tình à? Không, tôi cố ý á. Anh gan lắm. Ê, cậu định làm gì? Ê, lớn hết rồi nha. Lớn lớn cái con khỉ á. Cậu mà bước tới là tôi la làng nữa. La lên đi. Tôi nhậu anh chuyến này. Ê. Tôi chưa thấy gì hết đâu. Chần chừ vậy mà không thấy. Lâu. Rồi sao? Anh thử động vào lòng tự ái của tôi một lần nữa đi. Đừng hỏi vì sao mọi người biết chuyện của anh. Nhá. Giết người ở tù mấy năm ta. Mình muốn giết thằng Mặc Liệt này quá. Chào cháu trẻ Doraemon. Thầy bói cũng nói sẽ có một người mới xuất hiện trong cuộc đời mình, đem lại những thử thách và cũng vô số sự thành công. Có điều hơi chạy trật. Chẳng những chạy trật mà còn vô cùng xấu hổ nữa. Sao mặc quần Doraemon ngày hôm nay vậy trời? Này anh, tôi xong rồi, tôi về nhá. Đi đâu sớm vậy? Lâu nhà đi. Tại sao? Chưa hết giờ làm. Anh có biết xem đồng hồ không? Tới giờ người ta đoàn tụ với gia đình rồi. Nhà là của tôi. Uh-huh. Cậu là do tôi thuê về. Thì sao? Suy ra tôi là sếp của cậu. Sân chơi của tôi, luật là do tôi tạo ra. Tôi muốn cậu về giờ nào là quyền của tôi. Đại ca, anh đừng bắt nạt thanh niên mới lớn như tôi được không? Hôm bữa 9 giờ anh mới thả tôi về. Đi làm thì trễ mất 2 tiếng đồng hồ. Bị trừ mất mấy chục nghìn anh có biết không? Trong khi lương của tôi có 20 nghìn một giờ thôi đấy. Giờ cậu có làm không? Tôi không làm. Có muốn lấy dấu mộc nữa không? Ừ. Anh đừng có mà vô lý. Tôi tới đây để đi làm chứ không phải làm ô xin. Lâu nhà không phải công việc hả? Rồi ok. Cậu không muốn làm cũng được.
Luật do anh tạo ra chứ gì. Tôi sẽ phá luật. Chết, lỡ tay. Lau lại đi. Không được đánh động vật, không được sát sinh. Anh ta động vật bậc cao, mình là con người, không phải để mất nhân tính được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra. Ủi hết đống đó cho tôi. Kéo đi chưa đủ phẳng cái gì, bắt tôi ủi nữa. Muốn thành cái giới tính của tôi chắc? Ý hay á. Để tôi xem cậu thẳng được bao nhiêu. Ráng mà ủi cho thẳng, đừng để tôi nghi ngờ giới tính của cậu. Thú vị. Nói đi đừng sợ. Đốt một que diêm. Đồ chưa cháy. Đốt 5 que diêm. Diêm vẫn tắt. Đồ chưa cháy. Mà em đốt cả bao. Đồ cháy rồi. Mày ăn trưa chưa? Tao ăn rồi. Hôm nay mày không đi làm, tao thấy nhớ nhớ rồi đó. Mày mà để Gia Hòa nghe thấy là em ấy buồn á. Gia Hòa hả? Tính em ấy dễ thương lắm, lại vô tư, chắc không suy nghĩ gì đâu. Mà đã là người yêu của tao rồi á, thì phải hiểu cái tính của tao hay cà rỡ cái vậy chứ. Với lại tao cũng nhớ mày thật. Nghe nè, tao không đứng về phía Gia Hòa, nhưng tao biết nếu chính tay em ấy nghe người yêu mình nói nhớ người khác á, trong lòng sẽ không thoải mái chút nào đâu. Dù em ấy có vô tư đến mức nào đi nữa. Người yêu cũ quan tâm nhau một chút thì đã sao? Em ấy mà hiểu lầm là hơi bị. Bị gì? Mày mà nói Gia Hòa ích kỷ là tao đấm mày á. Mình nói chuyện sau nha. Tới lúc bị đá đừng có mà khóc. Em tới đây lâu chưa? Em mới tới. Anh với nó hay nói chuyện như vậy á. Em đừng có hiểu lầm nha. Em đâu có nghĩ gì đâu. Nếu mà anh lo thì đi gặp anh Bảo đi. Em nói không có gì mà. Sao lại thái độ như vậy? Chứ giờ anh muốn em sao? Em biết là mối quan hệ của hai người rất tốt, cho nên em không có nghĩ gì đâu. Em nói thiệt. Giờ thôi đi ăn đi. Đi ăn tteokbokki okay nha. Đây. Mình phải xóa vật chứng.
Nhưng mà không được. Làm vậy vô duyên lắm. Nhưng mà mình thà là một ông chủ vô duyên còn hơn bị thằng nhân viên vô tri nắm thóp. Đồ chọc mù mắt tôi đi. Gì? Đâu? Ai chọc mù mắt anh? Tôi giúp người ta. Ủa? Ai cho anh cầm điện thoại tôi? Tại cậu để điện thoại lung tung nên tôi dẹp giùm. Anh nghĩ tôi bị khờ hay gì mà lấy lý do kiểu đấy? Anh tính vào điện thoại xóa clip gốc chứ gì? Không có. Không có mắt gì không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Đang nói chuyện nghiêm túc mà anh nhìn tôi bằng cái mắt lấp la lấp lánh đấy, chứng tỏ là anh bị khủng. Cậu mùi gì khét khét vậy? Cháy! Ê phòng tôi! Cái áo của tôi. Tôi xin lỗi. Nãy nghe anh la lớn quá, tôi vội chạy ra quên tắt bàn ủi. Tôi mua đèn cho anh cái áo khác. Đây là cái thứ hai rồi. Thì tôi đèn một tặng một. Cậu lấy tiền đâu ra mà đền? Thì biết là không có tiền rồi, có cần lớn tiếng vậy không? Mình cũng biết buồn chứ bộ. Ra đây. Tôi không ra thì sao? Tôi cho cậu 3 giây. Cậu không ra tôi bế cậu ra. Lại gặp nhau nữa rồi. Như cũ nha. Xong việc anh có muốn đi đâu không? Em cho anh thứ anh muốn, anh sẽ làm theo yêu cầu của em. Còn nếu em không cho thì sao? Anh đào cả nhà em lên á. Chỉ vì mấy trăm ngàn mà anh muốn đào cả họ em lên á? Hay là anh thử đi báo công an đi, xem kiểu người như anh, người ta có giúp anh đòi lại công bằng không? Này muốn đi đâu? Vui vẻ với nhau một chút. Đi đâu cũng được. Rất sẵn lòng. Em buồn ngủ chưa? Anh đưa em về nhé. Em thích anh. Làm người yêu em đi. Tụi mình tiến sâu hơn nha. Anh cho em tình yêu, em cho anh tiền. Mà tiền là thứ anh thích. Hợp lý quá còn gì. Em thấy hợp lý, còn anh thì không. Tại sao? Anh đang ra giá với em hả? Anh muốn tiền chứ gì? Em cho anh. Anh muốn quẹt bao nhiêu thì tùy thích. Tính hôm trước và hôm nay là 2 triệu. Em đưa anh, rồi đường anh ở đấy đi. Em không hiểu nổi anh luôn đó. Biết bao nhiêu người muốn có em, muốn tiền của em. Em thì không ngần ngại gì cho anh. Tại sao anh lại... Chuyển anh 2 triệu, rồi nhà ai người đấy về. Nhanh. Anh càng tỏ ra lạnh lùng thì em càng thích. Em không tha cho anh đâu.
là mất hết thời gian của mình. Tình yêu cái gì chứ, chỉ khiến người ta ủy mị sướt mướt, vô bổ. Chết rồi, mình tắt điện thoại nãy giờ. Ui, đi làm về rồi hả con? Sao ngoại ngồi ngoài này, không thấy lạnh à? Dạ con. Con đưa ngoại vào trong nhé. Vào trong thôi. Ở trong này là ấm rồi. Ngoại nằm xuống giường đi. Được rồi con. Ra ngoài nằm xuống nghỉ ngơi nha. Này. Ngoại tháo kính ra. Cái gì ngoài đi. Quên đó mà. Ui. À. Nhớ ngoại dặn nha. Đi đêm mà về khuya đó, cấm không có được tắm đêm nghe không? Tắm đêm nguy hiểm lắm á, bệnh á. Con nhớ rồi. Ngoại ngủ đi. Nhớ là phải làm theo á. Anh chuẩn bị đi làm à? Chẳng lẽ nhà chơi với cậu? Ai biết được trong tim anh nhen nhóm bao nhiêu phần mê tôi. Tôi đang cố nheo mắt để xem tim tôi mê cậu cỡ nào. Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với anh. Tôi đi về đây. Đi đâu đó? Thế anh chuẩn bị đi làm rồi. Tôi đi về chứ ở đây làm gì? Lên sửa giùm tôi cống nước đi. Rồi muốn đi đâu thì đi. Hả? Từ khi nào mà tôi trở thành nhân viên kiểm kê thu chi này? Hôm bữa thì làm ô xin, mua bún bò cho anh. Bây giờ lại thành anh thợ sửa ống nước may mắn đấy chứ. Từ khi con đường tốt nghiệp của cậu nằm trong tay tôi á. Nói nhiều quá, để lẹ cái chân giùm cái. Có khi nào tôi bị ép làm vợ anh luôn không? Cậu muốn lắm rồi đúng không? Muốn cái gì? Muốn làm vợ tôi. Boss. Hả? Lẹ lẹ cái chân giùm cái, nhiều chuyện quá. Nhìn cô ta không giống kẻ ăn bám gia đình. Tay chân cũng nhanh nhẹn. Mặt mày sáng sủa. Cũng đẹp trai. Sợ tôi phá hỏng hệ thống nước như anh như vậy thì thêm người ngoài về mà làm. Tôi giàu mà,
Cậu phá thì tôi mua cái mới. Tiền anh nhiều đầu tư vào mấy cái này à? Ừ, tôi đang đầu tư để cho cậu phá đó. Tôi sửa hệ thống nước nhà anh thì anh phải trả thêm tiền cho tôi. Quê cậu ở đâu mà cứ mở miệng ra là tiền tiền vậy? Quê ở đâu thì liên quan tới anh. Mà chả ai chê tiền cả, quê ở đâu thì cũng mê thôi. Trả lời rất nhanh gọn. Chắc chắn là đã bị hỏi nhiều lần. Ý tôi là tôi thấy cái gì cậu cũng biết làm nên thắc mắc thôi. Vì không có tiền nên cái gì cũng phải biết làm. Công tử bột như anh làm sao mà hiểu được. Mắc gì không? Dù gì tôi cũng hơn tuổi cậu. Những gì cậu đã trải qua tôi đều đã gặp rồi. Chẳng qua tiền không phải là thứ tôi để tâm thôi. Nhưng mà tiền không mua được thời gian và sức khỏe. Kiểu ốm đau bệnh tật á, thì ai cũng như ai. Lý thuyết xuông. Bệnh tật có tiền có phải đỡ khổ hơn không? Thôi sửa xong rồi đấy, anh kiểm tra đi. Giờ tôi đi học. Ừ. Lúc này bà dở sao rồi? Ai, chả muốn chết. Sắp phải thi lại một môn rồi này. Cho mày lười biếng đó. Tối ngày không có chịu học hành gì hết á. À, hồi nãy tao có mua cá á. Tí qua nhà ngoại kêu ngoại nấu gì ăn nha. Ngoại tao ở không phải làm đầu bếp cho mày à? Rồi mày có ăn không? Hay để tao nấu cho mày ăn nha. Thôi 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 thôi. Vậy đó chứ nấu ra cũng sọt cái đũa vô gấp ăn à. Dạo này công việc sao rồi? Hay à, mị sống trong khổ cũng quen rồi. Nhưng mà cái tên Thiên Bảo lại ức hiếp người quá đáng. Thì ghê quá à. Nói chuyện bình thường cho mưa thuận gió hòa đi cho nội. Nhưng mà tên Thiên Bảo nói nhiều cực. Suốt ngày bắt nạt tao nữa. Hở tí là cãi, hở tí là mắng. Sống trong môi trường áp lực như thế này, sớm muộn cũng phải đi khám tai mũi họng thôi. Rồi gì liên quan tới cái lỗ mũi? Thì một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Tai họng bị rồi thì mũi phải bị chứ. Nghe cũng lọt lỗ tai đó. Lọt không? Ừ. Logic quá đỉnh. Đúng rồi, lọt từ cái lỗ tai này nè. Nó lọt qua cái lỗ tai này luôn. Giỡn thôi. Mà không biết mày nghĩ sao chứ thấy anh Bảo đang giúp mày đó. Mày xin rất là nhiều công ty luôn. Mà công ty nào cũng say nô. Ai thì tao không biết. Nhưng tao không muốn đến nhà người khác chỉ để làm ba cái Google Sheet. Xong rồi thu chi kế toán, lương thưởng lương phạt là cái gì? Mày cũng nên có một cái dự án riêng để sau này dễ đi xin việc. Ừ. Mà mày ký hợp đồng chưa? Hợp đồng gì? Ủa? Tao cứ vào thẳng nhà hàng trai để làm thôi. Có nhắc gì hợp đồng đâu, quan trọng lắm à? Sao không quan trọng? Trời, mấy cái giấy tờ đó mày không làm sao đóng mọc được. Ủa? 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 Ủa cái gì mà ủa? Tên khốn Thiên Bảo này, không nhắc gì tới hợp đồng, tí không cho tao giấu mọc cái gì. Ê, đi đâu vậy? Đi đòi lại công bằng cho thế giới. Tẹo nhớ bỏ rác đấy, bảo vệ môi trường chút đi. Trời đất ơi, đầu óc thằng này riết bị gì vậy trời. Nói chuyện với nó chắc mình cũng lú theo nó luôn quá. Không được, giờ này chắc chắn anh ta đang ở công ty. Phải tới đó tìm anh ta mới được. Mình quá thông minh. Đây. Này, tôi cần gặp giám đốc của các anh. Này, tôi cũng là nhân viên của anh ta mà. Khi nào chị mới ngừng làm những việc vô bổ vậy? Ừ, nhờ những cuộc hẹn của chị mà giọng em mới thành như này á. Thôi xin, ở với chị thà em đi coi mắt cả đời còn sướng hơn. Kìa bóng dáng ai vừa coi. Ê! Cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Cậu đợi tôi làm gì? Tôi đi đâu xa hả? Tôi đi tính sổ với anh chứ làm cái gì? Tôi đi quái. Ê! Cậu đừng cứ mở miệng ra liệu quái này quái nọ được không? Tôi mà liệu quái hả? Tôi ăn thịt cậu lâu rồi. Tại anh lừa tôi chứ bộ. Tôi lừa gạt gì cậu?
Cậu có gì cho tôi lừa hả? Anh lừa gạt sức lao động của tôi, lừa gạt tuổi trẻ đa năng của tôi. Em bắt tôi đi mua bún bò, làm lao công, sáng bắt tôi sửa ống nước nữa. Chắc gì tối không bắt tôi tới làm ba cái thu chi vớ va vớ vẩn. Sao trai thẳng nhưng mà lòng dạ hẹp hòi quá vậy? Có như đó nó đi nó lại hoài không chán hả? Trai thẳng cũng là con người thôi. Có phải Phật tổ Như Lai hay Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đâu. Cậu muốn gì? Nói thẳng đi. Hợp đồng. Tôi muốn giữa chúng ta có hợp đồng rõ ràng. Chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi mà cậu tới công ty làm om sòm lên hả? Anh đừng có nói quá lên chứ. Ở đây có ai đâu mà làm om sòm. Thì cũng đông người. Thôi được rồi. Tối qua nhà tôi đưa hợp đồng cho. Tôi biết ngay mà. Có lấy không? Lấy. Vậy đi, tôi đi có việc trước. Anh đừng có mà lừa tôi đấy. Tưởng 7-8 giờ cậu ta mới tới. Mới có 6:30. Nhớ mình đến vậy sao? Đàn ông đàn ăn mà cháu có cái áo nào ra hồn cả. Chị Duyên. Ừ? Cái áo này được này. À, Bảo, về rồi đấy à? Chị làm gì ở đây? Thì chọn đồ cho mày đi xem mắt. Chị hủy bữa hẹn đi. Em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Chị đặt bàn rồi. Lát nữa thư ký của chị sẽ nhắn tin cho mày. Còn nếu mà hai đứa muốn nghỉ ngơi thì chị sẽ đặt du thuyền cho hai đứa đi quanh sông, vòng vòng hóng mát. Chắc là lãng mạn lắm đấy. Chị rảnh lắm đúng không? Ông chồng của chị yêu thương chị quá nên chị rảnh rỗi đến đây làm phiền em đúng không? Ừ. Thì ảnh có cho chị làm gì đâu. Ảnh muốn chị dành thời gian cho thằng em yêu quý của chị mà. Xem nào. Tối rồi cũng không cần phải thắt cọc à? Em nói chị nghe cho kỹ. Em không đi. Đối tượng xem mắt lần này là cô giáo dạy piano, con gái của một chủ tịch công ty lớn nhất cái đất miền Nam này. Em không ngu ngốc đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy chứ Bảo. Em không phải con chó của chị, mà chị muốn dắt đi đâu thì dắt. Em càng không phải cây cầu, mà chị muốn đi như thế nào thì chị đi. Em muốn sống cuộc sống của riêng em. Thay đổi đi, khẩn trương lên. Em không đi. Em phải đi. Em không đi. Chị đã nói là em phải đi. Đi vào trong cặp cửa, thay đồ nhanh lên. Đi về đây. Em đã nói là em không đi mà. Bảo. Bảo, nghe chị nói. Chị không ép em nữa. Nghe chị nói đã. Chị không ép em nữa. Không đi xem mắt nữa. Nhá. Vậy... Chị đi về đi. Em tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Sếp em hô thiên bao. Sếp em như thằng khùng. May mà chị nhớ mình tốt. Bị nhốt nữa, lén phén, đuổi việc như chơi. Anh ta đi đâu rồi ta? Ông chủ ơi!
Thiên Bảo. Alo. Tôi đang ở trên phòng. Thì không thấy anh đâu, tôi mới la lên đi tìm. Ai biết anh có bị điếc hay không? Cậu vào đây đi. Thật ngại quá, tôi không có thói quen thâm nhập quyền riêng tư của người khác. Giải quyết chuyện này trong 10 phút tôi về với ngoại. Anh muốn gì? Cậu lại đây. Wow. Anh có bắp nước không? Để làm gì? Xem phim. Anh cười cái gì? Không phải anh đang dùng máy chiếu để chiếu phim à? Mà máy chiếu gì mà chiếu 4 góc phòng được vậy? Cậu mở mắt ra xem, tôi đang chiếu lên tường bằng cái gì? À, ra là dùng đèn. Cứ tưởng là chiếu trailer trước khi chiếu phim. Chừng nào mới được về ta? Đây là bí mật của tôi đó. Hả? À, quý hóa cho tôi quá. Cậu không muốn biết hả? Một người chỉ nên biết ít bí mật thôi, biết nhiều mệt lắm. Huống hồ tôi lại biết của anh hai bí mật lận. Xem ra chúng ta còn phải dính tích nhau lâu đấy. Cậu không muốn làm bạn với tôi đến vậy hả? Làm bạn với tôi cũng có nhiều cái lợi lắm đó. Thôi ông ơi, giàu có như anh, nghèo khổ như tôi, làm sao làm bạn được? Thật lào quá. Cũng đúng. Anh còn cần tôi làm gì nữa không? Nếu chỉ ngồi đây để nhìn đèn như thế này, vậy thôi tôi về nhé. Đa tạ anh, đợi anh nói câu này nãy giờ đấy. Với cả, chừng nào tỉnh táo là hợp đồng cho tôi cũng được. Uống ít thôi. Không liên quan tới cậu. Người ta quan tâm cũng thích thì thôi. Tôi về nhá. Tôi đi nhá.
Bầu trời trong xanh mây bay trên cao, phía dưới ta cùng nắm tay nhau. Em cứ bước đi thôi, vì khắp lối em luôn có anh. Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường, và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hay mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cần nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười, cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh.